mến chào cô chú cùng toàn thể các bạn trở lại với kênh Vùng Biên TV nhé. Trước tiên năm mới kính chúc cô chú cùng toàn thể các bạn vạn sự như ý, phát tài phát lộc luôn. Đêm nay là 29 Tết. Cái tuyến đường chúng ta đang dạo là đường Nguyễn Tất Thành của thành phố Hồng Ngự đó cô chú và các bạn. Rực rỡ ánh đèn cũng như là xe lưu thông rất là đông đúc luôn. Dạo một vòng cho cô chú và các bạn quan sát về cái tuyến đường này vào đêm 29 Tết nha cô chú và các bạn. Khu vực này rất là đông luôn cô chú các bạn ơi. Đây tại đường Nguyễn Tất Thành của thành phố Hồng Ngự đêm 29 Tết của chú các bạn. Ở quá